Nay chúng ta hãy nghe nói về công đức của Tư Thế Ngồi Kiết Già. Có một vị tăng bị thúc ép buộc phải tụng kinh và sám hối, có nghĩa là vị tăng này thường phải nhận lời tụng kinh sám hối khi gia đình có người chết đến chùa thỉnh cầu để giúp cho người chết vượt qua biển khổ. Chư tăng ở Trung Hoa thường kích gọi những người này là tang tang bi, xuất phát từ âm thanh của một loại pháp khí. Lý do của sự mời thỉnh tụng kinh này dĩ nhiên là gia chủ sẽ phải trả một số tiền sau mỗi lần tụng kinh. Chẳng hạn mức giá hiện thời ở Hồng Kông cho một ngày tụng kinh ít nhất là 100 đô la Hồng Kông. Và dù muốn thỉnh một vị tăng cũng rất khó kiếm. Các vị tăng thích xoay sở tụng kinh như thế thực sự phải luân phiên đến nhiều nơi trong ngày. Vì số người chết quá đông nên chư tăng thường được mời đảm nhiệm những buổi lễ cầu nguyện cho người chết. Không đơn giản như ở nước Mỹ, chỉ cần một vị linh mục hoặc một vị mục sư cử hành lễ tang và chỉ như thế là đủ. Ở Hồng Kông, họ muốn thỉnh cho được 5 hoặc 7 hoặc 10 hoặc 40, 50 vị tăng đến nhà để tụng kinh cầu siêu cho người chết. Vậy mà hôm đó, có một vị tăng thuộc dạng này trở về chùa sau một ngày tụng kinh cầu nguyện cho người chết. Khi đi qua một ngôi nhà, con chó trong sân sủa vang. Ông nghe tiếng người vợ từ trong nhà nói với người chồng vọng ra: "Ông ra xem thử ai?" Vị tăng thấy người chồng nhìn qua bức màn rồi đáp: "Ôi, chỉ là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám." Vị tăng đã qua, nhưng lời nói ấy cứ vang mãi trong tai ông. Tại sao người ấy gọi vị tăng là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám? Tại sao ông ta không gọi là Đức Phật chuyên xoay sở tụng kinh đám? Khi vị tăng tiếp tục trên đường về chùa thì bất chợt trời mưa, ông ta phải lướt mưa dưới một cây cầu. Vị tăng suy nghĩ: "Ta nên ngồi thiền." Rồi ông ta ngồi thiền theo tư thế kiết già. Sau khi ngồi một lúc, có hai con quỷ đi tới. Khi nó đến nơi vị tăng đang ngồi thiền thì bọn quỷ đột nhiên dừng lại. Một con quỷ nói với con kia: "Có một ngôi chùa vàng ở đây, nhanh lên, hãy đảnh lễ đi, có xá lợi của Đức Phật ở trong ngôi chùa vàng. Nếu chúng ta đảnh lễ xá lợi Phật, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ." Thế là hai con quỷ bắt đầu đảnh lễ. Sau khi chúng nó đảnh lễ hồi lâu, thì cái chân của vị tăng được gọi là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám bắt đầu bị đau. Để có thể ngồi thoải mái hơn, vị tăng chuyển thế ngồi kiết già thành thế ngồi bán già. Đó là tư thế chân trái nằm trên bắp đùi phải. Lần này, hai con quỷ đến đảnh lễ, nó thấy có chuyện lạ. "Nè," một con quỷ nói, "ngôi chùa vàng kia vừa chuyển thành ngôi chùa bạc, mày có nhận ra không?" "Thì sao nào?" Con quỷ kia đáp lại, "Chùa bằng bạc vẫn quý rồi, chúng ta nên đảnh lễ đi." Rồi cả hai con quỷ đồng đảnh lễ. Nó đảnh lễ 1 giờ rưỡi hoặc 1 giờ hay chỉ 20 phút, chẳng có đồng hồ nên không thể nào biết được. Dù vậy, cho đến khi chân của vị tăng lại bị đau và ông ta uể oải duỗi ra nghỉ, giống như khi quý vị từng làm mỗi khi ngồi thiền mệt mỏi, vị tăng suy nghĩ: "Ta nên nằm nghỉ chốc lát." Nhưng ngay lúc đó, hai con quỷ thoáng thấy ngôi chùa mình đang lạy biến thành một vũng bùn. Một con quỷ kêu lên: "Nè, coi kìa, nhanh lên, hãy đánh nó đi." Nhận thấy hai con quỷ sắp đánh mình, vị tăng sững người vì sợ hãi, nhẹ nhàng trở lại ngồi gọn gàng trong tư thế kiết già. Vừa đúng lúc, hai con quỷ đồng thanh la lên: "Ô, thật đúng là xá lợi của Đức Phật ở trong đó. Thật là trò biến quá như yêu quỷ. Phút trước đó là ngôi chùa vàng, phút sau là chùa bạc, rồi trở thành vũng bùn. Chúng ta tốt hơn chỉ nên đảnh lễ bất luận chuyện gì xảy ra." Rồi chúng lại không nghỉ cho đến khi trời sáng.
Sự kiện này có một ảnh hưởng tác động đến vị tăng, con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám. Ông ta ngồi suy nghĩ. Nếu ta ngồi trong tư thế kiết già, thì đó là ngôi chùa bằng vàng. Nếu ta ngồi với tư thế bán già, thì đó là ngôi chùa bằng bạc. Còn nếu ta không ngồi với hai tư thế ấy, thì chẳng có gì khác ngoài một vũng bùn. Tốt hơn là nên bắt đầu tu tập, không nên xoay sở tụng kinh đám nữa. Rồi ông ta vùi mình trong đề tài ấy ngay, và công phu tham cứu rất nghiêm mật. Sau một thời gian, ông được ngộ đạo, được tặng danh hiệu Quỷ Bức Thiền Sư. Vì nếu vị ấy không bị hai con quỷ dọa đánh, vị ấy chắc hẳn sẽ còn trì hoãn công phu và sẽ không bao giờ thành công trong việc tu tập.